12 tháng 12 trở lại có gì hot. Lazada sẽ tổ chức một cái game trên Facebook, sẽ có rất là nhiều điều thú vị. Hai là Mưa Sao Băng sẽ đi xuyên Việt tới 12 tỉnh để trao 12 iPhone X cho 12 bạn may mắn nhất 12 tỉnh. Và tất nhiên là có những thành phố lớn như là Hồ Chí Minh với Hà Nội rồi. Như vậy là đầu tiên chúng ta sẽ có mua iPhone X giá không đồng, rất là hấp dẫn. Và có rất nhiều sản phẩm giảm giá sốc khi các bạn cho vào giỏ yêu thích, và Lazada sẽ xem xét để giảm giá những cái sản phẩm đó. Và chắc chắn sẽ có voucher bí mật áp được từ 11 đến 14 tháng 12. Và đầu tiên là chữ cái R rồi. Voucher này sẽ có 10 ký tự, các bạn cùng đoán nhé. Miễn phí vận chuyển thì không thể thiếu rồi. Chính sách cực kỳ tốt trên Lazada hiện tại mà không có trang thương mại điện tử nào có được. Như vậy là trong 4 ngày từ 11 đến 14 tháng 12, Mega Day sẽ có các sản phẩm giá sốc. Ok, và mình vừa nhận được cái mã giảm giá này, đó là giảm 12.000 cho các đơn hàng từ 20.000. Thì cái mã giảm giá này khá là giống cái mã giảm giá hôm 11 tháng 11 là giảm 11.000. Đầu tiên thì giảm 11.000 cho mọi đơn hàng cũng như mua sản phẩm giá không đồng. Sau đấy thì họ đã sửa và giảm 11.000 cho đơn hàng từ 20.000. Và hôm nay mình vừa nhận được cái mã này là giảm 12.000 cho đơn hàng từ 20.000. Và hy vọng hôm đấy Lazada sẽ thay đổi là giảm 12.000 cho tất cả các sản phẩm cho mọi đơn hàng. Và mình sẽ thông báo ở video sau, sau khi có thông tin mới nhất. Ok, các bạn comment bất kỳ gì đó dưới video này để lưu lại, mình sẽ nhắc anh em khi nào có các sản phẩm hot và mã giảm giá hot để mua hôm đấy. Anh em cứ comment nhiệt tình ở dưới video này đi, mình sẽ trả lời. Tham gia nhóm một mã giảm giá.com để nhận mã giảm giá và các tin khuyến mãi hot. Hoặc nhóm kathen.com để săn hàng giá rẻ. Link nhóm ở mô tả hoặc trong comment. Ok, nếu các bạn cảm thấy video hay thì hãy chia sẻ lên các group và Facebook của bạn nhé. Và cuối cùng, hãy like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube của mình để cập nhật những video mới nhất, sự kiện mới nhất, mã giảm giá mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới luôn, mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn review sản phẩm nào comment bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, bye bye. Có gì cứ comment bên dưới anh em nhé.